mẹ ơi, con không muốn ở với bố đâu. Con muốn ở với mẹ cô. Nàng ngoan, mẹ biết ý, là con muốn ở với mẹ, mẹ cũng thế. Nhưng mà tòa... hai bố mẹ hứa với nhau ấy là sẽ cùng nhau chăm sóc con. Nên là ấy, con ngoan, vừa với bố nhá. Rồi cuối tuần ấy, mẹ cho con sang chơi với mẹ. Không, con không thích đâu. Na, bố đến đón con đây. Na, hôm nay con về nhà với cô nhá. Cô nấu rất nhiều món ngon cho con đấy. Na ngoan, bây giờ con về với bố nhá. Cô toàn dạy con những cái điều đó đâu. Lúc đến thì không sao, mà lúc về cứ như đánh vật. Anh nói linh tinh gì đấy? Tôi không dạy con gì cả. Anh xem, ở nhà anh đối xử với nó như thế nào mà bây giờ nó cứ muốn theo tôi thế. Tôi và anh ly hôn ấy cũng không được bao lâu cả, mà anh đã rước theo một người phụ nữ khác về sống chung. Con bé thấy sẽ bất tiện nên là anh để nó một chút. Còn nếu không nuôi được ấy thì để tôi nuôi, chứ anh đừng để nó khổ như thế. Na, nó cũng là con của tôi. Cô đừng nghĩ là chỉ một mình có biết dạy con. Đi con. Tiền à, con ăn nhanh đi. Lát mẹ Huyền Anh cho con đi học nhá. Con ăn nhiều vào nhá. Đây, món này mẹ nấu cho con đấy. Cô ấy không phải mẹ của con. Mà con không ăn đồ cô ấy đưa đâu. Na, bố nói mà con không nghe lời là bố cho con ăn đòn đấy. Ok anh, bình tĩnh đã nào. Bố biết là do mẹ con xui con. Nhưng nếu như mà con vẫn cứng đầu không nghe lời, bố sẽ không cho con gặp mẹ con đâu. Không phải. Không phải là do mẹ xui con, mà do cô ấy không phải là mẹ của con, mà bố bắt con gọi là mẹ. Con ghét bố. Thôi nào, Na Quan, nín đi nhá. Không gọi thì thôi, có sao đâu con nhở. Nào con nín đi rồi ăn cơm. Mày có im ngay đi không con Danh kia? Không tôi ghét cả bát cơm vào mồm mày bây giờ. Ôi, cái này đẹp thế. Cô ơi, con đói. Ôi, cái này đẹp hơn nữa này. Mua luôn cái này. Mày phiền đấy nhở? Mày không thấy là tao đang bận à? Mày mà còn làm phiền tao một lần nữa ấy, là tao... Trời ơi! Đấy! Tại mày mà tao mua trượt tao đấy này! Cút vào trong nhà cái ngủ đi! Cút! Mấy giờ rồi mà em còn ngồi đấy? Không đi nấu ăn à? Này! Em đang săn sale, từ sáng đến giờ em mua được bao nhiêu là thứ luôn. Hôm nào mà họ chuyển hàng về, chắc chắn anh phải bất ngờ về vợ mình cho mà xem. Em mua sắm vừa phải thôi. Nhà mình nhiều đồ lắm rồi. Cắm mặt vào cái điện thoại thôi. Cơm nước thì không lo đi. Bây giờ ăn uống kiểu gì đây? Cái nào đâu? Hôm nay nó được nghỉ cơ mà. Anh đã tìm trong nhà vệ sinh chưa? Anh đang hỏi em là con đâu? Nó chỉ ở trong nhà mình thôi chứ có đi đâu đâu. Vừa nãy em vẫn thấy nó loanh quanh đây mà. À, em vừa bắt nó vào đi ngủ. Anh nói cho em biết nhá. Nếu như mà con anh có bệnh hệ gì thì em đừng có mà trách anh quá đáng. Thấy con hả anh? Đấy, em đã bảo rồi. Con anh ấy, nó có thuần tí nào đâu. Hở ra một tí là lại gây chuyện.
Alo bác Thuận à? Bé Na có sang đấy chơi không ạ? À? Dạ vâng, cảm ơn bác. Alo cô Yến phải không? Vâng, bé Na nhà tôi có sang đấy chơi không? Cảm ơn cô. Đi đâu được nhỉ? Alo. Con mình đang ở đâu? Được rồi, tôi sẽ gọi về đấy ngay. Na, sao con lại tự ý chạy ra ngoài hả? Bố đã dặn con như thế nào rồi? Na, sao con đi ra khỏi nhà mà không nói với cô một tiếng? Hai người đừng có diễn nữa. Cả ngày con bé không ăn gì. Nếu không để cho con bé đói, nó có phải ra ngoài kiếm đồ ăn để bị lạc không? May là gặp người tốt, chứ nếu gặp người xấu thì thế nào đây? Na, sao con lại ở đây? Bố con đâu? Mẹ ơi, con đói. Cô đến thì tốt rồi, đừng có để trẻ con đi lạc, nguy hiểm lắm đấy. Vâng ạ, tôi cảm ơn anh nhé. Na, con nói mẹ nghe, tại sao con lại ở đây? Có phải bố con đánh con không? Không phải, mà do con đói. Cô Huyền Anh điện thoại nên con mới ra ngoài tìm đồ ăn. Nào ngoan, thì bây giờ mẹ sẽ đi ăn nhá. Mẹ ơi, có phải con như này là không ngoan không ạ? Không phải đâu, chỉ vì con nói thôi mà. Mẹ đừng nói chuyện này với bố. Không, bố bảo là con không ngoan thì con không được gặp mẹ nữa. Đấy, con nó cũng biết tự ý ra khỏi nhà không xin phép người lớn là sai. Thế mà anh cứ trách em. Cô, nó chỉ là đứa bé thôi. Cô làm như thế, nếu mày xảy ra bất chắc gì thì làm sao? Cô đúng là loại vô trách nhiệm mà. Chẳng phải cuối cùng cô cũng tìm được con rồi à? Con bé nó cũng biết ra ngoài không xin phép ai cả là không đúng mà. Chứ có phải là do chúng tôi không trông đâu. Nếu cô không để nó đói, nó có phải ra khỏi nhà không? Anh Phương, tôi nói cho anh biết nhá, tôi sẽ không để anh đưa con ra khỏi đây đâu. Tôi sẽ giành quyền nuôi con. Từ từ đã. Tôi lại đang nghi ngờ chuyện này do chính cô bày ra đấy. Cô cố tình xui nó làm bậy để phá tôi với anh Phương đúng không? Làm như thế để cô giành quyền nuôi con à? Cô đừng tưởng cô làm gì con tôi mà tôi không biết. Tôi sẽ vạch trần bộ mặt gian xảo của cô đấy. Thôi đi, con đang ở đây đấy. Cô có nuôi nổi con không mà đòi à? Tòa đã quyết định rồi. Nếu như mà cô còn cứng đầu ấy thì tôi sẽ báo công an đấy. Đừng để tôi phải vạch trần bộ mặt giả dối của cô. Tôi nói cho cô biết, anh Phương ấy đã là của tôi rồi. Con của cô ấy rồi cũng sẽ là của tôi thôi. Về được không? Con Danh, mày đi ra đây. Mày có biết là hôm qua tại mày mà tao bị bỏ lỡ mất cái túi săn sale, lại còn bị bố mày mắng nữa không? Ngày hôm nay á, tao sẽ cho mày biết tay. Con bỏ cháu ra, con làm cháu đâu, cháu sẽ mách bố. À, con Danh con này, cái trò này là do mẹ mày dạy đúng không? Được rồi, mày cứ mách bố đi, tao sẽ cho mày biết tay. Tao sẽ bảo bố mày á, không cho mày gặp mẹ mày nữa. Quay ra đây. Mày còn khóc à? Đi ra đây. Bố mày ở đâu ra? Mày ở yên trong này cho tao. Cả ngày hôm nay á, tao sẽ phạt mày ở đây, không cho ăn gì. Không đưa mày vào khuôn khổ, có ngày tao không sổ khiên được mất. Nhà trông mà lại đi một mình thế này.
đến đây để làm gì đấy? Con tôi đâu? Con tôi đâu? Bao nhiêu lần rồi, là đừng động đến con của tôi. Tôi có thể nhường người chồng phụ bảo cho cô, còn đừng động đến con của tôi thì động đến giới hạn của tôi rồi đấy. Cô dám đánh tôi à? Tôi sẽ gọi cho anh Phương. Được, tôi sẽ gọi giúp cô. Có chuyện gì vậy? Anh Phương, chị ta đánh em. Cái gì? Tại sao cô dám làm loạn trong nhà của tôi? Đối xử như thế nào với con của anh? Nếu tôi không đến thì làm sao biết được bộ mặt độc ác của cô ta? Liệu con tôi còn sống hay không? Phương, em không hề làm như thế. Cô có dám cứu chấp con gái của tôi không? Anh Phương, tôi có tưởng anh bỏ tôi để đi theo một người phụ nữ tốt hơn, nhưng mà anh lại rước thêm một đứa con gái rác rưởi khốn nạn thiếu lương tâm như này à? Cô im đi! Tôi cảnh cáo cô, ăn nói có chừng mực. Chừng mực? Cô thật nhốt con tôi trong nhà tắm, bỏ đá con tôi cả ngày, như thế là chừng mực à? Anh hỏi em, chuyện này có đúng không? Em biết em sai rồi, nhưng mà tất cả những gì em làm ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho con hơn. Em làm như thế để con biết sai, một lần sau không tự ý bỏ ra khỏi nhà nữa thôi mà. Dạy dỗ con thôi mà trên người nó toàn cái bầm tím cào cấu như thế à? Nếu hôm ấy cô không mải săn hàng giảm giá thì liệu nó có bị bỏ đói rồi bỏ ra khỏi nhà không? Việc cô ta làm sau lưng anh còn nhiều lắm, anh cứ từ từ mà tìm hiểu đi. Bây giờ cô sẽ đưa con đi. Cô khi nhận nuôi con, anh đã hứa là chăm sóc cho nó chu đáo, nhưng mà anh không làm được thì bây giờ tôi sẽ làm nó thay anh. Mong anh hãy buông tay ra đi. Bây giờ con cô sẽ nuôi, tôi không cần tiền chu cấp từ anh, cũng không cần một đồng một cắc nào từ anh cả. Nhìn lại yên tâm. Trang, từ từ, rồi sẽ đưa hai mẹ con đi. Không cần đâu, tôi nghĩ anh còn chuyện nhà chưa giải quyết mà. Tôi nói cho anh biết, anh xử lý vụ này cho tử tế đi, nếu không ấy, tôi sẽ kiện cô ta ra tòa đấy. Được rồi, anh sẽ đuổi cô ta đi ngay. Thực là bây giờ anh mới nhận ra là mình đã mắc sai lầm. Muộn rồi anh Phương ạ. Hôn nhân của chúng ta ấy không thể đứng đắn được nữa đâu. Trang. Anh Phương. Cút ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi sẽ kiện cô vì tội ngược đãi trẻ em. Và cô sẽ phải trả hết tất cả những gì mà cô đã tiêu phá, moi móc từ tôi. Hơn nữa, cô sẽ phải bồi thường tổn thương sức khỏe đến con tôi. Anh Phương, em biết là lần này em sai rồi, nhưng mà em xin anh tha thứ cho em. Đừng có giở trò nữa. Cô sẽ phải trả giá vì đã động vào con của tôi, giống như tôi sẽ phải trả giá vì đã đánh mất vợ con mình.